Ná bó. Được cho ăn chảo. Đảo thật đều. Sao. Từ 1 đến 5 phút. Cho ăn khi nhiệt độ của lá đạt khoảng từ 30 đến 40 độ là được. Chúng ta bắt ra. Ná bó sau khi được sao từ 1 đến 5 phút, ta bắt ra, đổ rượu cho đều, dùng thìa đảo lá thật đều lên. Dụng cụ gò ná gồm có hai cách. Cách thứ nhất, bệnh nhân chuẩn bị một tấm vải xô kích thước dài từ 3 phân, rộng 2 phân. Cách thứ hai, bệnh nhân dùng một chiếc khăn sứa của trẻ á sinh kích thước dài từ 3 phân, rộng 2 phân. Nhà thuốc sẽ hướng dẫn cách gói lá bằng vải xô trước. Lá bó sau khi được đổ rượu và đảo đều, ta xúc lá từ trong chảo cho vào tấm vải xô, dùng thìa dán mỏng lá vuông góc bốn cạnh đều tay, chúng ta quấn bốn đầu của tấm vải xô lại. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân có thể dùng một tấm ni lông đặt mặt ngoài hoặc một tấm giấy cũng được. Người ta ngửa lá lên. Đây là cách gói lá thứ nhất của nhà thuốc đã làm xong. Còn cách gói lá thứ hai, bệnh nhân chuẩn bị một chiếc khăn sữa của trẻ á sinh. Sau đó ta dùng kéo cắt vào đầu ra. Người ta mở miệng túi. Xúc lá từ trong chảo đổ vào túi. Xóc lá vuông góc đều tay bốn cạnh lại. Ta quấn một đầu của túi lại. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân cũng dùng một tấm ni lông hoặc một tấm giấy đặt mặt ngoài. Người ta ngửa lá lên. Đây là hai cách gói lá của nhà thuốc. Bệnh nhân thích chọn cách 1 và cách 2 cũng được. Người đã vào vị trí bị bệnh. Chị bị đau này bao nhiêu năm rồi chị? 3 năm rồi. Chị đau cái nào nhiều? Tê chân là gì? Tê. Chị bao tuổi rồi? Thế nào? À, đó. Đó có trái nhiều không? Ừ. Có người đây.
là bình thường. Theo nóng từ 1 đến 5 phút rồi rượu đắp vào thôi nhé. Có gì cả đắp có uống điều trị thứ 2 đến 4 tháng. Trong ngắn vào đấy, này sang trái không? Em chào chị ạ. Vâng, chị chào em. Chị cho biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, hiện tại chị đang ở đâu? Chị tên là Phạm Thị Tuyên Mai ở thôn Đông, xã Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh. Vâng. Hôm nay em lên ghi hình của chị thì chị có thể tâm sự em biết về quá trình ngày trước chị bị làm sao? Chị bị mới đầu chị lên bệnh viện. Chị đau lắm, chị lên bệnh viện hay là người ta châm cứu cho chị ở viện 2 tháng liền. Vâng. Ngày trước chị đau như nào mà chị đi viện châm cứu và kiểm tra? Đau lắm, đau không đi được ấy. Chị kể em một triệu chứng đau của chị như nào? Bệnh tật thì đau không thể đi được ấy, đi nó cứ cúi gù xuống tận dưới gót chân ấy. Dạ. Cái triệu chứng không ngừng được. Cái triệu chứng đau và cơn đau của chị biểu hiện về ngày, về đêm hay về sáng nhiều? Cả ngày cả đêm. Vâng. Chị đau như vậy kéo dài mấy tháng? Chị đau kéo dài 4 tháng. 4 tháng. Lúc đó chị đi lại là bình thường không? Lúc bây giờ không đi được. Không đi được. Sau khi đau nhiều như vậy thì chị đi kiểm tra chụp chiếu điều trị ở những đâu? Đi kiểm tra đi thầy đi các thầy thuốc ở trong xã trong thôn bên cạnh ấy. Dạ. Rồi sau bắt đầu lên bệnh viện. Dạ bệnh vâng. Viện người ta cho làm điều trị ở viện. Dạ. Thế là 2 tháng ở trên bệnh viện. Dạ vâng. Thế là sau người ta kết luận là bị thoái hóa đốt sống. Dạ. Cuộc sống đấy. Dạ. Thoát vị đĩa đệm, hình đĩa đệm. Vâng. Thế là sau lúc người ta cho chị đi mổ. Dạ. Nếu chị không mổ, chị đi về, chị để có sự đạo để muốn đi uống thuốc lam chứ không mổ. Vâng. Sau khi viện chị định mổ mà chị không muốn điều trị bằng phương pháp phẫu thuật thì cơ như nào và ai mách nhà thuốc, đến nhà thuốc cùng em? Thế chị ở viện và thì bắt đầu ở viện và hôm trước thì đến hôm sau thì có cái chị đi làm cùng. Dạ. Chị gọi đi làm. Thế dạ. Chị mới bảo là chị không đi được, bệnh tật như này không đi được. Chị dạ bảo vâng. Là hỏi làm sao thì chị bảo là bị vôi hóa cuộc sống, mất mấy đốt, mới lại bị thoát vị đĩa đệm, hình đĩa đệm. Dạ vâng. Thế chị bảo là thế chị giới thiệu xuống nhà thầy thuốc ở dưới cầu Hạ Dục, vâng. Trương Mỹ, Hà Nội. Sau khi chị về nhà thuốc, được nhà thuốc chúng em điều trị những pháp như nào? Sau khi về nhà thuốc thì được nhà thuốc cho uống thuốc, mới lại đắp ná. Dạ. Một tháng thì uống 10 thang thuốc. Vâng. Đi lại 5 miếng na đắp. Bệnh tình của chị có thiên giảm hay đau lên? Ôi chị vẫn đau lắm. Đau chị uống 10 thang đầu tiên, sau nó vẫn đau. Không thể giảm.
không đi giảm, vẫn đau cả ngày lẫn đêm. Lúc đó tư tưởng của chị có thấy hoang mang và chán nản về... Chán nản lắm, thấy cuộc sống rồi không biết là thế này mình bị tàn phế thì chết. Vâng. Mà sau chị uống đến tháng thứ hai, dạ, nó vẫn đau cả ngày lẫn đêm, không có một tí hy vọng nào cả. Không giảm. Không giảm. Lúc đó cái lòng tin của chị có giảm? Không có giảm gì cả. Vâng. Cứ chỉ sợ là giờ là hoàn cảnh nhà mình giờ chỉ còn có ba mẹ con thôi. Dạ vâng. Thế mà giờ mẹ mà bị làm sao thì là khổ con. Dạ thế vâng. Sau vẫn chị, cứ kiên trì. Chị uống 2 tháng không giảm nhưng lòng tin của chị là chán nản rồi. Chán lắm rồi. Mà lòng tin này nhà thuốc điều trị là cũng chán rồi. Chán nản lắm rồi. Vâng. Thế sau bảo là không biết giờ đi uống ở đâu cho nó khỏi, lại kiên trì, lại đi lấy tiếp. Vâng, tháng thứ 3. Lại lấy tiếp tháng thứ 3. Vâng. Uống đến được 23 tháng. Dạ. Thì bắt đầu thấy nó giảm dần, giảm dần. Dạ vâng. Đấy, giảm dần đi thế nào. Thế là sau cứ uống giảm dần đến tháng thứ 40 ấy. Vâng. Thế là bắt đầu mới đi được. Vâng. Đi lên thế là sau cứ khỏe dần lên. Ngày trước là trong suốt quá trình chị bị bệnh và điều trị là chị không đi lại được. Không đi lại được, chị liệt luôn mất một chân rồi. Dạ vâng. Một cái chân này là liệt coi như là đã bổ 10 phần thì chết 8 rồi, chỉ còn có 2 phần hy vọng thôi. Dạ. Đi lại không đi được. Không đi được, liệt và đây đi xuống nhà chú và bắt đầu liệt thẳng luôn. Vâng. Trong vòng mấy tháng? Trong vòng 3 tháng. 3 tháng. Đấy, bắt đầu mới rạch được đi. Dạ. Chị uống tổng nhà thuốc điều trị thì mấy tháng chị khỏi hoàn toàn? Tổng nhà thuốc là hết 5 tháng. Vâng. 5 tháng là chị uống là khỏi hoàn vâng. toàn. Từ đó nay chị khỏi được bao nhiêu năm rồi? Chị khỏi được 1 năm rồi. 1 năm rồi. Bây giờ chị còn đau nữa không? Không, chị không đau đớn gì nữa. Vâng. Bây giờ là... Ngày trước chị bệnh nặng như vậy thì viện là chị định mổ. Và tư tưởng của chị là rất là chán nản. Chán nản nghĩ vâng. Bố à, giờ mà mổ thế này thì ai người ta cũng bảo là mổ thì sau nó bị liệt. Dạ vâng. Thế là không dám mổ mới về. Dạ vâng. Thế may và để gặp được chú thầy thuốc này. Nhà thầy thuốc này đâm ra là... Vâng. Ngày trước là viện là chị định mổ cho chị rồi. Bệnh viện chỉ định cho mổ đấy. Vâng, mổ phẫu thuật. Ừ. Và chị không... Mà lúc bấy giờ là một chân bé, chân vâng. to rồi, chân teo rồi. Dạ. Chị không muốn mổ thì về nhà thuốc được chị 5 năm tháng. Về nhà thuốc được chị ngày trước tháng. Chị đau, chị liệt không nhận được. Thì cái tư tưởng của chị có thấy chán nản, hoang mang nhiều về cuộc sống không? Ôi, chán lắm, chán không còn cái gì nữa. Chán chán một thế này thôi gì. Cảnh như chưa khổ, chưa từng kể, chưa từng ai thấy khổ như mình. Dạ vâng. Lắm. Trong suốt một năm đó thì chị còn đau được không? Không, chị không đau nữa. Hiện tại thì nghề nghiệp thì làm nghề gì? Chị đi phụ vữa thôi. Dạ vâng. Bây giờ là làm được bình thường chưa? Làm bình thường. Vâng. Không đau nữa mà bây giờ chị cắp bao xi đi ngon lành, không đau đớn gì cả. Không đau đớn gì. Ngày trước là chị đi kiểm tra, thì viện chị định mổ. Thì cơ duyên được người bạn mách sang nhà thuốc. Em hỏi câu thần lòng, trong quá trình suốt thì điều trị 2 tháng đó, chị không giảm mà còn đau lên. Lúc đó cái niềm tin là gì, thấy hoang mang và còn tin tưởng nhà thuốc không? Có, chị vẫn tin tưởng, vẫn kiên trì để xuống nhà thuốc uống. Không biết dạ. là đi uống ở đâu khỏi nhưng mà cứ kiên trì thôi. Dạ vâng. Đấy, thế đến uống được 5 tháng thì bắt đầu chị khỏi đấy. Dạ vâng. Hôm nay em sang ghi hình thì phỏng vấn thực tế và trình điều chị khỏi hết vì tại nhà thuốc. Chị đã khỏi 1 năm rồi và trong vòng suốt 3-4 tháng chị không đi lại được. Lúc đó thì ai là người chăm chị lúc chị nằm liệt chưa? Lúc chị nằm liệt giường thì là con. Dạ. Con gái, con dạ trai, vâng. có 2 đứa con, một đứa con gái, một đứa con trai. Dạ vâng. Thế là cháu chăm chị mà lúc khi là nằm liệt giường mà không đi lại được, còn tắm giặt gội đầu còn nằm trên giường ấy. Dạ vâng. Thế là hôm nay chị khỏi bệnh em rất mừng chưa? Chị có cảm nhận được thuốc em điều trị bệnh của chị cho có hiệu quả không? Có hiệu quả. Dạ, vâng. Cảm ơn nhà thầy thuốc là rất nhiệt tình và gần những loại thuốc chữa các bệnh. Cho vâng. các anh chị em mà có bệnh như chị đến vâng. nhà thầy thuốc để vâng. chữa cho nó khỏi. Thay mặt nhà thuốc em cảm ơn chị đã cho em bút thời gian để ghi hình quá trình thể được chị khỏi bệnh nhà thuốc nhé. Em chào chị, chúc chị đại đình năm mới luôn anh khỏe nhé. Cảm ơn chú. Em chào chị ạ.